các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Sau những ngày vui xuân, ai nấy đều mang theo nhiều nỗi niềm khi đi làm. Đa phần đều khá uể oải và chưa thể lấy lại tinh thần sau kỳ nghỉ Tết dài, trong đó có Harry Won. Nói có sách mách có chứng, mới đây nữ ca sĩ đã chia sẻ hình ảnh đi làm chăm chỉ trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái than thở, đi làm việc lại mà vẫn có cảm giác là Tết chưa thoát được. Sao vậy ta? Sau khi chia sẻ hình ảnh được ít phút, Harry quân lập tức lý giải nguyên do ở phía dưới, nhắc khéo chấn thành vì quên mất một phong tục quan trọng. Người đẹp viết, giờ mới hiểu được tại sao vẫn còn Tết rồi. Chồng mình chưa lì xì cho mình. Chừng nào chồng mình đưa lì xì mới hết Tết nhé cả nhà ơi. Chia sẻ này đã khiến nhiều người các tên chấn thành nhằm đòi lại công bằng cho Harry quân. Theo quân than thở vì chưa thể lấy lại năng lượng sau kỳ nghỉ Tết dài. Hóa ra, cô nàng đang muốn nhắc khéo Chấn Thành vì chưa lì xì. Trong suốt nhiều năm yêu nhau, Chấn Thành và Harry Won liên tục khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc. Chấn Thành phải mau lì xì để vợ vui vẻ quay trở lại làm việc thôi. Ảnh, Facebook nhân vật.